Các bác mình thấy là đầm đìa thiên tai là những cái cảnh lụt lũ mưa bão là động đất là hết sức cái cảnh khổ. Nạn trời khắp đông tây rêu rắc, Ghê hả? thêm nạn người nam bắc Mất hoành hoành hành. hành Chỗ này chưa dứt chiến tranh, cớ nghe chỗ nọ khởi hành binh đao. đây đi. Khổ với thảm cởi sao cho hết, sống khó khăn còn chết Đầm dễ đìa rồi. dàng. Nhìn vào khắp cảnh Gì? nhân gian lao đao Nhưng mà chẳng cái gì? khác như thoàn gặp giông. Đây là những cái lời tiên Cảnh tri của các khổ. ngài cho biết là trong cái Khổ buổi gặp hạ giông. quân này là Mấy nhiều chữ cái là cảnh cảnh khổ, khổ. chúng Như sanh vậy như sao cá sao mà sao đang tu hơ tên khó trên khăn? lò. Tuy Cảnh thế như giới thế bao sao mà hàm rộng rãi, chân chú ở vẫn nằm phải trong cái mái nghe thiên hình như cơ, có mẻ mai. chuyển lai trong Vậy như một phút thế giờ, có chúng thai sanh là như mới nghe cá hình. đang hơ trên lò. Như vậy Như là hiện giờ vậy các bác mình không không thấy không những không lời nói tiên tri đức thầy là nói động vậy đất, cháu biết rồi là nào là không bão nghe nữa lụt, hả? rồi nào là chiến Vậy tranh, tất chẳng phải là cả nghe thế không quen giới nữa, bây không giờ nghe nữa đang mà khổ sao? về cái Cho nạn nên chiến nói giật tranh. khỏi vậy Cho nữa, nên cho là nên lời của đức thầy ngài cho biết cho nó là thèm lên nữa. mèo lui rồng Nhưng mà tới bay dơ dẫn con thế có gì giới chiến tranh vậy nổ khắp mà đỡ cùng. Như nhau vậy gì là giúp đỡ nhau vậy lúc này đã có cho hết tất nên cả. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đà Phật. Kính thưa bà con cô bác, kính thưa sư huynh, hôm nay hữu nhân duyên gặp mặt tại đây thì thầy nói có hai câu là pha chàng lệnh mở hội thi nên ta xuống bút dạy, dạy thì trần gian. Mà hội thi là khi nào mà đến mà thầy nói pha chàng, mà bây giờ đó thì mình thấy là bão lụt và chiến tranh nó khắp cả cái trái đất địa cầu này, mong huynh chia sẻ cho bà con đặng biết mà thời gian gấp rút tu hành. Nam Mô Đà Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, và lễ kính đức thầy. Kính thưa toàn thể quý bà cô bác, chị em gần xa kính mến, thì vừa qua đồng đạo hỏi hai câu giảng của đức thầy là pha tràng lệnh mở hội thi nên ta xuống bút dạy thì trần gian. Thì lệnh mở hội thi mà cái cuộc thi này là thi ở đâu? Đồng đạo hỏi là cuộc thi này là thi ở đâu mà ai là người mà chấm thi? Mà cái lúc này á là cái lúc á là hiện giờ là thế giới hiện giờ là đang lâm vào cái nước cờ, giống như là thầy nói là cờ thế giới ngày nay gần thúc, nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Chừng lao sao ác thú non tầng thì nam quốc lương dân mới biết. Hôm nay là các bác mình thấy năm Giáp Thìn năm nay là đúng cái lời tiên tri của đức thầy, là năm Giáp Thìn là năm nay là nó có xảy ra những cái cảnh bão lụt động đất hết sức là nhiều. Mà tối chúng tôi có coi những cái mạng clip đó, thì thấy là đài đang cảnh báo là hiện giờ là những cái tất cả thế giới toàn cầu này là những cái trận động đất khủng khiếp, trong vòng có 10 phút mà 6 trận động đất. Con thấy hiện giờ là đức thầy đã nó tiên tri những cái trong cái sấm thi là hôm nay các bác còn thấy nó đã có hiện thực, là có tất cả những gì lời thầy nói đã có hết. Và bây giờ hiện giờ là động đất mà là đài còn cảnh báo là từ đây tới từ tháng 9 và từ tháng 9 cho đến tháng 11 là nó tất cả đồng bạc đồng tất cả mọi người phải nên cẩn thận. Về là ba tháng tới đây là từ tháng tháng 9, tháng 10, tháng 11 là có xảy ra những cái cơn mưa bão là khủng khiếp. Mà nó đài còn cho có thông báo thêm là ở Biển Đông, là từ đây về sau là ở vùng Biển Đông là xảy ra trên 10 cơn bão nữa. Cho nên là thường phải vậy ta nói là năm Thìn bão lụt. Thì cô bác mình thấy là lời của ông bà nói năm Thìn bão lụt, mà năm nay thì đất nước Việt Nam chúng ta thì nó nhẹ. Đây là mình thấy chính xác nghe đồng đạo, là đất nước Việt Nam chúng ta là nhờ có Phật ra đời. Thầy nói là ra cõi này hai chữ bảo an thiệt, cho trần thế được tâm thanh tịnh, có Phật là ra đời che chở bảo bọc. Cho nên đất nước Việt Nam năm nay là năm Giáp Thìn, mà năm Giáp Thìn năm nay là tái lại những cái cơn bão và tất cả miền ngoài nước ngoài nhiều. Chứ mình nhắc lại là năm Thìn bão lụt cái năm năm 1919 đó, năm 1904 đó là một trận năm Thìn bão lụt ở Gò Công đó, mà đức thầy có nhắc trong quyển nhất đó. Xưa kia bão bão lụt tỉnh này, ngày sau cảnh khổ xứ này gần hơn. Thì trong quyển nhất đức thầy có tiên tri là có nói cho biết là cái năm Thìn bão lụt năm 1919 năm 1904 đó, là năm đó là vào Gò Công là xảy ra một những cái trận bão khủng khiếp. Rồi tới
64, năm 64 cũng năm Giáp Thìn. Năm Giáp Thìn, năm Giáp Thìn 04 thì trải ra ở Gò Công là cái trận Bảo Lục, là năm Thìn Bảo Lục là ông bà chúng ta thường nói là đúng thời gian kia thật. Là năm đó là cái trận cơn bão ở Gò Công khủng khiếp luôn. Rồi trái 64 thì đảo lại một con giáp thì cũng có một những cái trận bão, là năm Giáp Thìn nào nó cũng có một trận bão. Mà năm Giáp Thìn 2024 năm nay thì ở Việt Nam chúng ta là nó rất là nhẹ. Đây là mình thấy là năm nay Việt Nam chúng ta là rất là nhẹ, là nhờ có Phật ra đời che chở bảo bọc, cho nên Việt Nam hôm nay là không có thiên tai nhiều. Mà tất cả các nước ngoài năm nay bị thiên tai nhiều, thì bây giờ đài chúng tôi coi tối đó đài cảnh báo là từ đây tới tháng 11 là tất cả các nước ngoài ở vùng Biển Đông là những cái cơn bão khủng khiếp, khi chúng ta phải cẩn thận. Thì các bác mình thấy là những cái trận động đất và những cái trận bão lụt này kia nọ thì lời của thầy tiên tri là nói chung là hôm nay nó đã có. Đức thầy ngài cho biết là tối chúng tôi có coi đó, là trong cái trận động đất ở tất cả các nước ngoài đó, là có coi cái mạng đó là trong vòng 10 phút mà 6 trận động đất hết sức là khủng khiếp. Đây là đúng lời của tiên tri của Đức Quỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy. Ngài cho biết là hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Ngày nay đạo đức chẳng màng rồi sao, chẳng dẫu có tiền ngàn khó mua. Biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Cho nên là hôm nay trái đất đã chuyển xây. Cho nên là dòm các bác mình, dòm tất cả các nước ngoài hiện giờ là họ đang là động đất mưa bão lụt hết sức là khủng khiếp, là động đất hiện giờ nơi nào cũng đều động đất hết, là đúng như lời thầy đã nói là trái đất đã chuyển xây, hay là trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Cho nên bây giờ là những cái nắng mưa là những bão lụt là không còn bình thường như lúc trước nữa. Có đoạn Đức Thầy nói là cơn vui tai từ tả thiên đình, cho phép lão tố trần đo lẻ. Lời Thầy dạy thật là cặn kẽ, bao nhiêu tình bác ái góp tôm tuồn xưa kia sắp đặt lã lâu. Phải chuyển xây trái đất một bầu, đặng lừa lọc con tiên cháu Phật. Như hôm nay là Thầy nói là tuồn xưa kia sắp đặt đã lâu, Ngọc Đế đã sắp, Phật đã sắp cái tuồn này đã lâu lắm rồi. Là Đức Thầy cho biết là phải chuyển xây trái đất một bầu, cho nên hôm nay trái đất mình nó đã có chuyển xây rồi. Cho nên là mình thấy là những cái trận động đất bão lụt là tất cả thế giới toàn cầu là xảy ra năm Giáp Thìn này là hết sức là nhiều. Có đoạn khác Đức Thầy nói là người đời nay như ngựa buông cương, khó dừng lại gió cu lập bập, mặt nước biển lô vô lặn hụp, chim đua bay cá lại tranh mồi, ngọn thủy chiều nô nức dục sôi, bầu trái đất một phen lung chuyển. Hôm nay là thầy đã tiên tri là bầu trái đất một phen lung chuyển. Các bác thấy hiện bây giờ là trái đất chúng ta nó có vận chuyển thế nào mà động đất tất cả các nơi nơi, tất cả các thế giới bây giờ là động đất quá trời nhiều chỗ. Như vậy là đúng như lời tiên tri của Đức Thầy, thì năm Giáp Thìn năm nay là thấy cái trận lục bão lục và chiến tranh và động đất mới lục bão chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia, đói đau chết chóc chia lìa, nhân sanh đang lúc đầm đìa thiên tai. Thiệt là các bác thấy năm nay là những cái trận động đất khủng khiếp, tất cả các nơi nơi xứ xứ nơi nào cũng đều có động đất hết trơn. Đây là đúng là lời của thầy nói là hoàn cầu trái đất đã chuyển xây, hay là bầu trái đất một phen đã luân chuyển rồi, đúng như lời thầy nói rồi. Cho nên hôm nay là nơi nào cũng thấy là lũ lụt động đất đều đều hết tất cả, đúng như lời tiên tri trong sấm truyền của Đức Phật Thầy Tây An và của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Hôm nay nó đã có sự thật, mới lục bão chỗ này chưa dứt được, cưới xảy ra động đất chỗ kia, đói đau chết chóc chia lìa, nhân sanh đang lúc đầm đìa thiên tai. Hiện giờ các bác còn thấy là đầm đìa thiên tai là những cảnh lục lũ mưa bão là động đất là hết sức cái cảnh khổ. Nạn trời khắp đông tây reo rắc, thêm nạn người nam bắc hoành hành, chỗ này chưa dứt chiến tranh, cưới nghe chỗ nọ khởi hành binh đao, khổ với thảm cởi sao cho hết, sống khó khăn còn chết dễ dàng, nhìn vào khắp cảnh nhân gian lao đao chẳng khác như thoàn gặp giông. Đây là những cái lời tiên tri của các ngài cho biết là trong cái buổi hạ quân này là
nhiều cái cảnh khổ, chúng sanh như cá mà đang hơ tên trên lò. Tuy thế giới bao hàm rộng rãi, vẫn nằm trong cái mái thiên cơ, chuyển lai trong một phút giờ, chúng sanh như cá đang hơ trên lò. Như vậy là hiện giờ các bác mình thấy những lời tiên tri Đức Thầy là động đất, rồi nào là bão lụt, rồi nào là chiến tranh. Tất cả thế giới bây giờ đang khổ về cái nạn chiến tranh. Cho nên là lời của Đức Thầy Ngài cho biết là mèo lui, rồng tới bay dơ dẫn thế giới chiến tranh nổ khắp cùng. Như vậy là lúc này đã có hết tất cả. Đức Thầy Ngài có tiên tri cho biết là lầm than khó lửa dế binh đao, âu á lung tung nhuộm máu đào, bá tánh sai xưa mùi phú quý sau này sẽ vướng cảnh đồ lao. Như vậy là lời của Đức Thầy nói mà hôm nay bây giờ là có thấy là tất cả toàn cầu bên Âu Châu, Á Châu bây giờ họ đang gây gỗ lung tung với nhau, đang có nhuộm máu đào rồi. Là Thầy nó nhắc ra phải khuyên chúng ta mau mau trở về cái con đường tu để mà thoát khổ. Tại vì hồng trần cánh khổ xiết bao, quyện trong lệ thơ bước vào đường tu. Tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục ngao du tiên đài. Như vậy là lúc này là cái buổi hồng trần này là nhiều cái cảnh khổ không thể nào tả nổi. Thầy khuyên chúng ta là khuyên trong lê thứ tất cả mọi người phải chỉ bước vào cái con đường tu để thoát nạn. Tại vì là ai biết đường hãy sớm tẩu đào, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi biết đường. Là cái con đường đời bây giờ nó quá, cái cuộc đời chúng ta bây giờ là quá mỏng manh, quá nhiều cái đau khổ. Tại vì mới những cái cảnh khổ trong cái buổi hạ nguyên này là không thể nào tả nổi. Thầy mới khuyên chúng ta là phải ráng quán trở lại cái con đường tu mới thoát khổ. Tại vì Thầy nói là bàn với luận đặng coi chân lý, lậu cơ trời thiên ý bày ra, thấy đời ta cũng thiết tha, chiến tranh ngoại quốc hằng hà lệ rơi, bị danh lợi xe lơi tình nghĩa, mới tranh giành sôi xỉa cùng nhau, phơi thay mà chẳng núng nao, tranh cùng với đọt chừng nào mới thôi. Hạ nguyên lao khổ lắm ôi, tu sao mới khỏi qua đồi trong gai. Như vậy là trong cái buổi hạ nguyên này là nhiều đau khổ, nào là bệnh dịch, nào là chiến tranh, nào là động đất, nào là thiên tai, nạn trời góc đông tây ra rất, rồi thêm nạn người nam bắc hoành hành. Con người mình gây gỗ chiến tranh với nhau, quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Cho nên Đức Thầy khuyên chúng ta phải ráng cố gắng trở lại cái con đường tu để thoát nạn. Thì để trở về hai câu giảng của đồng đạo hỏi, khoa tràng lệnh mở hội thi nên ta xuống bút dạy thì trần gian. Thì là khoa tràng lệnh mở hội thi mà ai lệnh cho Đức Thầy xuống đây mở hội thi? Đức Thầy cho biết là vì thiên đình chưa mở hội thi nên lão phải phiêu lưu độ chúng, cho nên là khoa tràng lệnh mở hội thi. Đức Thầy là một vị Phật dân năm sắc lệnh xuống đây để mở đại hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Cho nên là Thầy mới nói là thiên tào đà xét định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ nguyên này say mê vật dục, chìm đắm trong biển lệ danh, gây nên nghiệp quả, lực trời đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chơn tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ăn xá bớt tội căn, để kiếp đến Long Hoa chầu Phật. Trước biết rõ lực trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Như vậy là khoa tràng lệnh mở hội thi nên ta xuống bút dạy thì trần gian. Lệnh đây là Đức Thầy dân năm sắc lệnh. Lệnh thứ nhất là Đức Thầy nói là ta thừa dưng sắc lệnh ngọc tòa
đền Linh Khứu Sơn Trung chịu mạng hay là cúi đầu tâu lại cửu trùng Ngọc Hoàng ban chiếu lão khùng giáo dân, cho nên là nước Ngọc Hoàng ngài sắc lệnh cho đức thầy xuống đây để mở đạo khai đạo. Đó là sắc lệnh thứ nhất. Sắc lệnh thứ hai là muôn thu thiên định nhất kỳ hạ nguyên sắc lệnh khai kỳ long hoa là ta. Sắc lệnh thứ hai là ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp là Đức Phật Thích Ca là giáo chủ trong cõi ta bà, sắc lệnh đức thầy xuống đây để khai truyền khai đạo pháp. Sắc lệnh thứ ba là muốn tu tỉnh Nai Đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy nên khổ lao cùng không có nại, miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Đó là ba sắc lệnh. Còn sắc lệnh thứ tư là Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng thầy ra lệnh nên ta giáo truyền. Sắc lệnh thứ năm là điên này dưng lệnh Minh Dương với lệnh Phật Phật Đường sai xuống giảng văn, như vậy là khoa chàng lệnh mở hội thi nên ta xuống bút dạy thì trần gian. Như vậy là cái cuộc thi này ai là đưa ra đề thi mà người nào chấm cái cuộc thi này, thì chỗ này là cô bác mình phải nên tìm hiểu. Như vậy là đức thầy chúng ta đưa ra đề thi, đức Quỳnh giáo chủ là đức thầy đưa ra những đề thi, mà đức thầy đưa ra đề thi mà sau này đức thầy cũng là giáo chủ để chấm đậu cuộc thi này, thì cái đức thầy đưa ra đề thi những gì, mời cô bác cùng chúng tôi nhắc lại những lời của thầy. Thì bây giờ đức thầy dạy là đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới mà, Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thuyền chuyên trở lúc căn qua. Như vậy là người tu theo đạo Phật giáo hảo những cái đề thi như sau: thứ nhất là người phải phát tâm ăn chay, thứ hai là phải cúng lại, thứ ba là phải niệm Phật, thứ tư là phải làm lành, thứ năm là phải giữ giới. Nếu mà ai mà có được năm tiêu chuẩn này thì chắc chắn là người này đến ngày thầy về là sẽ đậu. Ráng cố gắng cô bác đồng đạo, nếu ai chưa phát tâm tu ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành giữ giới thì kỳ này ráng cố gắng, còn nếu ai mà tu mà còn chần chờ giải đãi yếu ớt thì kỳ này phải ráng cố gắng tinh tấn lên, tại vì lúc này là gần tới cái ngày mở hội khoa thi rồi. Tại vì là đức thầy ra đời khai đạo năm 1939 mà hôm nay là 2024, mà thầy đã nói trong giáo lý là ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chớ hời lãng sao, trì lòng chớ có núng nao, từ đây nhân vật mòn hao lần lần, chừng nào thầy lại gia chung thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che, trách dân còn tiếc lụa the, chẳng làm phước thiện quả e đến mình, hết nhục rồi lại tới vinh, nghe không thì cũng mặc tình thế gian. Thì tới cái ngày thầy trở về là thầy sẽ kết thúc cuộc thi các bác. Như vậy là khoa chàng lệnh mở hội thi mà đức thầy đưa ra những cái đề thi, cô bác cùng chúng tôi ai ai nếu làm đúng theo những cái lời này là sẽ đậu. Nhưng mà đậu nó có trong cái cao thấp nó khác nhau, giống như cái người học sinh ở thế gian học thì nó cũng có là bậc tiểu học, bậc trung học và bậc đại học. Thì trong đạo này những cái đề thi của đức thầy đưa ra nó có năm mục, mà tùy theo cái trình độ công năng của người tín đồ hành mà nó cũng có chứng cao thấp. Thầy nói là sẵn dị ngôi, dành phân thượng hạ, khỏi khổ câu, quán ghét gặp nhau hay là thấp cao, các bậc chớ chày kẻ ngu người trí nghe thầy giải phiên. Như vậy là trong giáo lý Phật giáo hảo nó cũng có là thượng trung hạ, cái nghĩa là cái bậc thượng đó thì thầy nói đó, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, đó là những bậc thượng căn. Dưới là bậc hạ đó, dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh cho cả kích ít căn lành, nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan. Như vậy là trong giáo lý Phật giáo hòa hảo cũng có là tiểu học, cũng có là thượng trung và hạ trong đây, tùy theo bậc chứng của người tín đồ Phật giáo hòa hảo mà hành. Giống như bây giờ là ăn chay, nhưng mà cái tâm của mọi người ăn chay nó có cao thấp khác nhau không hai? Niệm cúng lại trong đó nó cũng có cao thấp khác nhau chứ không phải là đồng nhau. Rồi là
niệm Phật nó cũng có sâu và cạn, rồi là làm lành, làm cho các vị từ thiện, cái người làm nó cũng có cao thấp khác nhau, và cái sự giữ giới nó cũng sâu cạn khác nhau, chứ không có như vậy là trong năm cái mục này mình phân tách ra nó có cao thấp trong đây tùy theo cái trình độ của người tín đồ giáo ai hành được. Giống như bây giờ là một mục đầu tiên là ăn chay, mà quý cô bác và đồng đạo thấy là cái mục ăn chay không phải nó dễ đâu. Có người là chưa ăn được một ngày chay, cho nên là vô đầu tiên là thấy cái mục ăn chay là đấy bước đầu vào đầu vào đạo đó, là cái mục ăn chay đó là khó đó. Nhưng mà ăn một nó, bữa thì dễ, nhưng mà dễ. Nó có cái từng giai cấp, giống như giờ thầy nói là chữ Nam Mô trì giới giữ chay, chay được tánh, chay tâm mới quý. Giống như giờ ăn chay là khó rồi, nhưng mà ăn vô cái ăn chay là nó chỉ có một phần chay tướng thôi, nó cũng đậu nữa, nhưng mà nó đậu vào cái bực. Nhưng mà tới khi mà Đức Thầy nhóng lên một cái trình độ nữa đó, là chữ Nam Mô trì giới giữ chay, chay được tánh, chay tâm mới quý. Nếu mà cái người ăn chay mà chưa đạt được chay tâm thì đậu vào trình độ tiểu học. Ông hai phải đúng rồi. Nhưng mà ăn chay phải dễ nghe, phải dễ có người ăn một ngày chay chưa được đó, nhưng mà ai ăn chay được là cũng đậu rồi đó. Nhưng mà ăn chay tướng đó mà chưa được chay tâm đó thì đậu vào bậc tiểu, bậc trung. Còn nếu mà ai mà đạt tới là như là thầy nói đó, là chay được tánh, chay tâm mới quý, thì đây là người này là lên tới đại học. Cho nên là trong cái ăn chay thôi, nhưng mà nó có là tiểu học, trung học, đại học trong đó đó. Cho nên là thượng, trung, hạ trong đó, chứ không phải ăn chay mà nói ăn chay rồi sau này đậu lớp một không. Trong đó là sau này tới ngày thầy về là sẵn vị ngôi, dành phân thượng hạ trong đó là thượng hạ, trong đó là có đầy đủ hết trơn, tùy theo cái mức của người mình vừa ăn chay. Cho nên là có để chúng tôi kể những mẫu chuyện những người ăn chay, và có con chú này ông ăn chay mà ông chưa có đạt được tâm chay, nhưng mà ông đi dọc đường đó, ông thấy người ta tác đìa tác dũng đó, ta đang bởi đập, thì bắt đầu ông tính là làm phước mà, thì ông nhảy ông đắp đập tiếp lần chi lần cho ông này, ông đắp đập lần ông này ông bắt cá này kia được, để giờ bởi đập rồi cá nó đi hết trơn, thì cho thấy tội nghiệp cái ông này. Cho nên cái ông này ông ăn chay mà ông đi thấy người ta tác đìa tác dũng mà bởi đập, ông xuống đắp đập tiếp này kia lại cho ông kia bắt cá. Như vậy là cô bác thấy sau này ông mới bừng tỉnh lại vậy, ủa mình ăn chay mà hôm nay tại sao mình cộng tác với ông này, giống như là mình cộng nghiệp vậy. Cho nên ông giác hơi chởi một chút. Như vậy là ăn chay phải đặt lấy cái lý chay, rồi bắt đầu ông đi cái đầu tới qua vài ngày sau đó, ông thấy người ta kéo cái bò mà không kéo không nổi lên, ông thấy vậy ông mới kéo tiếp, kéo nhanh nhanh lên để cá ra hết. Cho nên là cái tâm của ổng là tuy là làm phước, muốn có lòng giúp đỡ người ta, nhưng mà không ngờ là nó thiếu cái tâm chay. Như là cái ông này là hai cái mẫu chuyện vừa qua là ổng làm hai cái việc là thiếu tâm chay hoàn toàn. Ổng chỉ ăn được cái chay tướng thôi, nhưng mà chay tâm ổng không có. Cho nên là ổng còn tuy là cái tướng ăn chay, nhưng mà cái không có lòng từ bi. Vì vậy cho nên là tu không phải lạc chay không, mà còn giới lực và lòng từ bi. Tất cả những hành vi đạo đức từ đáy lòng thành thật mà ra, dầu nơi không có người ta cũng đừng để thói dạy tà phát sanh. Như vậy là mình ăn chay trong đây nó cũng có thượng trung hạ. Tới ngày thầy về cái người ăn chay không đồng nhau, nếu mà ai mà còn ăn chay tướng cũng đậu nữa, nhưng mà đậu vào bậc tiểu học. Mà ai mà ăn được tới lý chay tâm đó, là chay tâm là gì? Là phải có giới luật và lòng từ bi. Từ bi là gì? Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Cái tâm từ của chư Phật và Tổ Thầy là thường ban vui chúng sanh. Cái tâm bi của Phật và Tổ Thầy là thường cứu khổ chúng sanh. Nếu mà Thầy dạy là tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo khó bì tánh thiện, đức từ Phật đối chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng lo lắng đến, hết lòng dìu dắt dạy dỗ, không nỡ đó để chúng sanh xa đường tội lỗi mà chịu khổ não. Đức bi nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe, làm điều độc ác để khỏi tội, Phật chẳng vì thế mà ghét bỏ, lại thương xót không cùng. Nếu mà ai ăn chay mà có được cái lòng từ bi thương người và mến vật như vậy, là người này đạt tới cái lý chay. Mà tới cái lý ăn cái lý chay tâm rồi thì người này cũng sẽ đậu vào cái bậc khá hơn cái bậc nãy. Cái người mà ăn chay tướng, ăn chay mà vẫn còn chưa có lòng từ bi thương người mến vật thì nó cũng đậu nữa, mà bực vào đậu vào bực nhỏ bực thấp. Còn những người ăn chay mà có lòng từ bi thương người mến vật
vì vậy là người này sẽ đậu được cái bậc khá hơn. Như vậy là trong cái năm mục từ ăn chay rồi cúng lại cũng vậy. Cho nên tùy theo cái người cúng nha, có người cúng thì nói là một chánh niệm thiết tha nhiều nổi, khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, quả làm tròn các việc vẹn toàn chân dân, cho nên làm vướng làm càng, trong lúc đó niệm cho lấy có. Như vậy là cái người tùy theo cái người cúng đậu cao thấp là cũng do cái tâm. Nếu mà chúng ta cúng lại mà tâm thanh tịnh, buông gác hết các môn duyên, chỉ nhiếp hết tất cả sáu căn, trở về tâm thanh tịnh, thì người này cúng lại, cái sự cúng lại, một buổi cúng lại của họ sẽ đạt kết quả rất là cao. Trong cái nói về cái phần cúng lại của người tín đồ Phật giáo hảo thôi, trong đó nó cũng có là thời gian lại này đó, thượng trung hạ quý cô bác này nè. Cho nên là cái cúng lại nó cũng có là thượng trung hạ trong đó, nghĩa là cái đắc đạo sau này là tùy theo là thấp cao các bậc chế chày, cho nên là không có đồng nhau. Cúng lại sau này đắc đạo cũng không đồng nhau, tùy theo cái lâm của người. Ai mà đạt tới cái sự cúng lại mà thanh tịnh như thầy nói đó, là một chánh niệm đó, khi cầu nguyện được hồi lỗi đó, thì người này sau này sẽ đạt vào cái kết quả cao. Còn người nào cúng mà còn bị vọng tưởng quá nhiều, hay là niệm cho lấy có, họ cũng đậu nữa, nhưng mà đậu vào bậc tiểu. Cho nên ai cũng đậu cho nghe, nếu ai có ăn chay, có cúng lại, có niệm Phật, toàn là lý giới là đậu. Tại năm mục này giáo lý Phật giáo hảo, nếu ai làm đủ năm mục này là người này sẽ đậu. Mà cái đậu nó cao thấp khác nhau. Đó là giới hạn. Đó là giới hạn, đó là cái tùy theo cái công năng trình độ của mọi người. Thì bắt đầu vừa qua hai mục rồi, đây cái mục thứ ba là niệm Phật. Niệm Phật nó cũng có sâu cạn lắm nghe ông hai. Cái niệm Phật nó có từng theo bậc chứng nha. Giống như bây giờ cái người niệm Phật mà mới vô, cái người mà niệm Phật ông hai không cho biết, ông hai chỉ cho biết là ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm. Nhất tâm không sao khiến ít người, tâm như trong trống giữa trời. Một thì niệm Phật, còn mười niệm ma. Các giọng xấu nhớ ra trước nhất, cới tay chân buồn bực mỏi mê, rồi ma buồn ngủ chạy về, Phật quên niệm đến khói mê của giàu. Không cần hỏi ông nào cũng biết, niệm thế bao giờ Phật chứng cho, khác nào nồi và gạo mới do, bắt lên nhắc xuống bao giờ chín cơm. Thì như vậy là cái người niệm Phật này là còn vọng tưởng quá nhiều, nhưng mà họ có niệm Phật cũng đỡ hơn người không niệm. Và cũng họ cũng đậu nữa, mà đậu vào cái bậc thấp. Có người đó, ngồi vô niệm Phật mà nhớ các bạn việc tùm lum, nhớ việc con, việc dâu, việc dễ, nhớ ruộng đất, rồi việc này nè, ngày nay chưa làm này, mơ chưa làm kia, nhớ đó, còn quá khứ, vị lai, hiện tại họ nhớ tùm lum trong đầu óc. Rồi trong khi họ niệm một hồi rồi bắt đầu tới ma buồn ngủ hung trầm, nó nhức tai, nhức giò, rồi ma buồn ngủ nó chạy về, Phật quên niệm đến khói mê của giàu. Vậy là người này niệm Phật như vậy là cái kết quả không có cao, không hỏi ông nào, nhưng không mà họ có niệm Phật cũng là đậu đó. Tại vì cái một cái giáo lý Phật giáo hảo, người ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành giữ giới, nếu có năm mục này là đậu. Nhưng mà nó đậu theo cái thấp cao thì tùy theo cái công năng của mình hành. Rồi bắt đầu mình nói theo cái bậc đậu sâu hơn nữa nè, bắt đầu cậu hai giải tiếp nè. Mục đích việc sớm hôm niệm Phật là để cho chấm dứt niệm tà. Còn Đức Thầy nói sao? Dình giới cấm, sửa tâm mô tạp niệm Phật thì phải vào lòng tà. Nếu mà ai mà niệm Phật mà dẹp được lòng tà, không có vọng tưởng nhiều đó, người này sẽ đậu vào cái bậc thượng. Còn cái bậc hồi nãy mà niệm ngồi nhớ lung tung với nhưng mà họ vẫn có niệm Phật thì như vậy đó. Tại vì là cậu hai có nói là niệm Phật lúc nào cũng niệm luôn, nằm ngồi đi đứng niệm không buông, lúc chưa thường thục còn sao động, khi đã dành quen hết rối cuồng, đứt đoạn buổi đầu đừng thối chuyển, nói liền phút cuối sẽ tròn vuông. Tuy là cái buổi đầu ai cũng có đứt đoạn hết, ai cũng bị vọng tâm vọng tưởng hết trơn á, nhưng mà đừng có thối chuyển, họ cũng vẫn đậu. Nói liền phút cuối sẽ tròn vuông, nghĩa là đừng có nản chí, cho nên mình cứ kiên trì mình niệm đi, thì sau này có một ngày kia chúng ta được an. Mà cái người niệm Phật mà còn vọng tưởng cũng đậu nữa, nhưng mà họ đậu vào cái dạng thấp. Còn cái người niệm Phật mà dứt vọng tưởng đó, trở về tâm thanh tịnh an lạc đó, thì cái dạng này là sẽ chứng vào cái bậc thượng. Thì là ngồi mục đích việc hiếu hành niệm Phật là để cho chấm dứt niệm tà. Chỉ còn một niệm Di Đà để chờ Phật rước sang qua liên đài, có thật cảm Phật ngài mới ứng, niệm lơ là Phật chứng vào đâu, với người rớt xuống không sâu, không cần kêu cứu ai hầu cứu cho. Niệm Phật chẳng béo no chi Phật, Phật cũng không mong nhắc đến tên,
chúng sanh muốn Phật rất lên, cho nên mới tưởng niệm tên Phật ngài. Phật nguyện độ muôn loài thoát khổ, nên khi nghe ai có lời xin, Phật luôn động tánh bi tình như là mẹ thấy con mình lâm tai. Vậy là cái lòng từ bi của Đức Phật giống như là người cha với mẹ mà thấy con mà lâm tai đang cầu cứu đó, thì nhất định là Phật nhất định không sai lời nguyện. Nhưng chúng sanh phải niệm chí thành, chỉ là một niệm trọn lành cũng là được Phật thân hành đến nơi. Hoặc chẳng niệm một lời chi cả, nhưng thường hai có giả từ bi. Trần gian chẳng nhiễm giặc gì, cũng là được Phật hộ trì ngày đêm. Người tự độ cầu thiên Phật độ, như nước xuôi lại gió thượng chiều. Đường về chẳng biết bao nhiêu, được khai sức độ mau siêu phàm trần. Tuy có được tinh thần bác ái, cũng nhớ nên niệm giá Di Đà. Kỳ này có Phật ấy qua, rước về cực lạc ngự tòa Kim Liên. Như vậy là cái người niệm Phật sâu hơn, là người này niệm là không còn vọng tưởng, là thiết tha cầu Phật. Người này niệm đó để có thể là đạt tới cái lý nhất tâm, thì người này sẽ được giảng sanh trong kiếp này mà được phẩm cao. Còn cái người mà niệm Phật nãy mà còn vọng tưởng đó, họ cũng chứng nữa, nhưng mà chứng vào cái bậc thấp, họ còn đầu vọng tưởng đó. Thì là Đức Thầy dạy là cái niệm Phật nó có sâu và cạn. Bởi vì Đức Thầy khuyên chúng ta là thời kỳ này là phải ráng cố gắng trì tâm niệm Phật của các đồng đạo. Cái niệm Phật này rất là có ích lợi cho cái buổi hạ quân này. Đức Thầy khuyên chúng ta là Nam Mô sáu chữ Di Đà, từ bi tế độ. Vậy mà chúng sanh xưa nay sáu chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi. Trì tâm thì quá oi, bây giờ dùng thử mà có lẽ nào. Dập tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sau đó việc tả tơi, rồi tu sao kịp chiều vơi cho thành hiện giờ. Còn đang thái bình, còn đang an vui, còn đang không có không còn đang bình yên, thì mình phải ráng lo tu, mình lo niệm Phật đi. Để sau đến việc tả tơi là không có tu được đó các bác đồng đạo. Hiện giờ mình thấy ở thế giới năm châu bây giờ đó, chiến tranh giặc giả, rồi những cái vùng nào mà họ bị chiến tranh quánh hàng ngày đó, thì giờ, là giờ tả làm tơi sao đó. Mà họ bị tả tơi sao họ tu niệm được. Đây là lời của Thầy nói, rồi chúng tôi nhắc lại, rồi các bác mình dòm đi. Những cái vùng nào mà dân chúng đang bị chiến tranh đó, nhưng là nói chung là cái giải Gaza đó. Bây giờ họ la, họ sợ bom đạn, họ còn không có nhà ở, không có cơm ăn, không có chỗ ở. Rồi như vậy rồi sao mà họ yên mà họ tu được. Cho nên lời của Thầy nói quá hay quá các bác. Hiện giờ mình còn bình yên, cái nơi nào còn bình yên, nơi này ráng tu ráng niệm Phật các bác ơi. Cái nơi nào mà còn bình yên thì ráng tu niệm Phật đi. Để sau, Thầy nói để sau đến việc tả tơi. Rồi tu sao kịp, chiều mưa cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Hay là đợi đến việc thảm thời thời, thảm thì mắc phàm trần, tường làm bi ai cũng đồng cốt nhục hoài thai. Nên ta ráng sức miệt mài giải khuyên, thơ giới phú thần tiên giáng bút, bởi cơ trời đã thúc bên lưng. Không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Thì như vậy là Thầy nói để sau lấy việc tả tơi, rồi tu cho kịp, chiều mơ cho Thầy. Hiện giờ mình nơi nào còn bình yên nơi này, là nơi đó phải ráng cố gắng lo tu và ráng lo niệm Phật. Chứ hiện giờ giống như cái giải ca ra, hiện giờ dân chúng họ đang khổ hàng ngày, mà họ bị cái cảnh đói, rồi đang né bơm né đạn, không rồi làm sao mà thoát khỏi, làm sao mà tu cho được quý cô bác. Nào bơm khóa nổ gian trời đất, nào lửa hồng cháy rợp khắp cùng. Hiện giờ cô bác mình dòm cái này, những cái lời này hiện giờ ở cái giải ca gia là hiện giờ họ đang có cái cảnh này đó. Kẻ thời ôm chiếu ôm mùng, bồng con với cái có đùm có đeo, con đói khát khóc kêu đòi bữa, mẹ túng cùng thắt cổ chết đi. Cũng còn lại có nhiều khi mẹ cha nở dạ ăn thịt con, kẻ đã chết người còn thối thớp, đến các loài gia súc không còn, ăn luôn củ chuối củ thơm cành cây ngọn cỏ không còn lá đeo. Lũ rùa lằn đánh theo hơi thối bay, đầy đồng đầy bụi kêu reo, nào thay người chết như bèo kênh kênh quả quả ó diều mổ ăn. Núi nổ đá sổ lăn trồng đống, đất liền khi không bỗng nứt ra, tự nhiên chung sống người ta tay đầy những tiếng khóc la kêu cầu. Quan thấy thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ bị đất tự nhiên đất nứt hiện nọ nứt
đất ra liền, tự nhiên nứt ra, chôn sống người ta, chôn nguyên cái thành phố xuống là như là chôn sống cái cảnh cô bác mình đây. Thấy mình đang sống gì mà tự nhiên bị chôn sống là đau khổ biết bao nhiêu nói, mà cảnh này đã có với cô bác đồng đạo. Tự nhiên chôn sống người ta, ta đầy những tiếng khóc la kêu cầu. Cái đó nước nào có đó phải không? Nước Thổ Nhĩ Kỳ trải qua năm rồi không hai. Dạ. Như vậy là những cái nạn khổ này là đã có rồi, cô bác mình ráng ráng lo tu. Hiện giờ nơi nào còn bình yên, phải ráng lo nghe lời thầy là tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ. Chừng đối đầu có kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người khung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, để sau đến việc tả tơi rồi tu cho kịp, chiều bơi cho làm. Hiện giờ còn bình yên để không thôi, mà những cái cảnh mà tả tơi tơi tả giặc giả chiến tranh bơm phá nào là động đất, rồi nào là nước dưng lửa cháy thú dữ năm chèo, tới chừng đó là đủ thứ việc hết trơn, rồi làm sao mình tu cho kịp. Cho nên là đây là lời của Đức Thầy Tiên Tri nghe, biết có hay chưa các bác mình quán cẩn thận. Đức Thầy Tiên Tri trong cái bài để trên đất Bắc, Đức Thầy cho biết nè: cha nọ bồng con vợ khóc hòa, tan nát xóm giềng khổ dữ a, nhà không kẻ ở ôi nói trước, nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mất phàm gặp chồng may, hãy ráng nghe lời ta mất trước, không nhìn đạo đức là phải phơi thay. Nói tóm lại hiện giờ mình còn bình yên, mình ráng lo tu, ráng lo niệm Phật. Vậy là cái người niệm Phật là nãy giờ mình nói 3, 2, 3, 1 là người ăn chay, cúng lại và niệm Phật. Niệm Phật nó cũng có thấp cao trong đây, mà giờ này còn bình yên là khuyên cô bác mình ráng quán là lo niệm Phật. Là thầy nói là có người á, có nhiều cô á khuyên niệm Phật á, khuyên tu, thì nhiều người nói công việc nhiều quá, nhiều nào con nào cháu, nhiều hoàn cảnh gia đình tùm lum hết trơn, không có thời gian, không thời gian để mà tu, không có thời gian mà để niệm Phật. Nhưng mà Đức Thầy nhắc nha, đây là cái tâm niệm của thế gian, ai cũng đều than chỗ nãy giới thiệt. Mình khuyên tu, thầy nói ta khuyên tu, dân cứ mãi ngờ, sợ gạt chúng kiếm xu đi kiếm cắt. Rồi mình thấy là ai cũng hẹn công việc á, muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Nhưng mà Đức Thầy cảnh báo ở chỗ này, cô bác mình ráng gắng cẩn thận. Thầy nói khuyên niệm Phật, than rằng chưa rảnh, nhưng mà lúc bắt hồn mắc việc cũng phải đi. Chắp tay niệm chữ Di Đà, lòng ta biết ai mà mặc ai. Cho nên là khi mà mình khuyên mình niệm Phật thì mình ai cũng đều than hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, không có rảnh. Nhưng mà tới cái ngày mà bắt hồn rồi, đến việc mắc việc cỡ gì, công việc gì cũng phải buông ra để mà ra đi. Như vậy là lúc mà còn bình thường, lúc còn mạnh khỏe này, mình ráng cố gắng mình tập, mình niệm Phật, mình ăn chay làm lành giữ giới đúng như lời thầy dạy. Tại vì pha tràng lĩnh mở hội thi nên ta xuống bút dạy thì trần gian. Cho nên là cái người muốn cái cuộc thi này mà đậu đó thì phải ráng nghe lời thầy dạy, có nói năm mục đó. Cho nên là một là ăn chay, hai là cúng lại, ba là niệm Phật, làm lành và giữ giới. Thì làm lành đó là thầy nói là điều cần nhất, làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Làm lành này để chúng ta có tích đức tích phước. Tại vì những cái cảnh là sau này đó, thầy nói đến chừng đó bốn phương có giặc khóc hoàn cầu, thiết thiết tha tha, vậy sẽ mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khó lửa. Nếu không chứa đức sâu dài, khó qua đại nạn đến ngày biến thiên, việc xảy đến cực kỳ khốc liệt, chúng sanh cần trưởng phước cho cao. Con ơi, nếu chẳng ba đào, thuyền từ đâu nhọc công vào biển mê. Như vậy là các ngài kia chúng ta là phải tích đức tích phước mới sau này mới được tồn tại được. Còn nếu không có tích đức tích phước thì sau này là kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Cho nên Đức Thầy ngài cũng hằng khuyên: càng qua dặn chúng chớ buồn lo, đức chờ ta chốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, quan cầu đến đó ấm cùng nó. Vậy là việc xảy đến cực kỳ khốc liệt, chúng sanh cần trưởng phước cho cao. Đây là lời của ông thanh sĩ. Và Đức Thầy kêu chúng ta là can qua là những cái giặc giả binh đao khổ sẽ đến đây. Thì muốn tránh cái cảnh can qua này thì Thầy kêu chúng ta là phải tích đức. Tích đức là phải ráng gắng làm hết các việc thiện. Cho nên là trên đường làm thiện, Đức Thầy khuyên chúng ta là
Hiện giờ là thời này là lúc này là thời kỳ mỏng manh, thầy nói là cái tuồng đời như pháo châm ngòi, cái tuồng đời hiện giờ là tuồng đời mỏng tợ màng the mỏng manh lắm rồi. Tuồng đời như pháo châm ngòi, bá gia yên lặng mà coi khùng này. Chuông kia treo sợ chỉ mành, chẳng lo thân phận lo dành bướm ông, hiếu chung quả liệu cho xong, đến chừng gặp Chúa mới mong trở về. Thì hôm nay cuộc đời bây giờ nó quá mỏng manh, thì thầy khuyên chúng ta là phải mau làm phước làm vong cho rồi. Thầy nói là khuyên người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm vong cho rồi, để sao khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi. Như vậy là hiện giờ ai mà những người có của tiền dư, hãy mau bố thí dành tư làm gì. Sau đây nhiều chuyện ly kỳ, cởi sao cho xiết vậy thì dân ơi. Cho nên sau này là có nhiều cái việc ly kỳ, có nhiều cái cảnh khổ xảy ra. Thầy phiên chúng ta là phải hiện giờ mình có của tiền dư thì phải ráng lập công bồi đức trong cái lúc này, tại vì mau mau kiếp kiếp chiên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này, có một hội này ráng lập thân, nếu để trễ chày rèn chẳng kịp, khuyên ai khuya sớm ráng chiên cần. Như vậy là có cơ hội này chúng ta ráng lập thân một cách nào? Thầy cho biết là lập thân giúp thế mới nên công quả, muôn kiếp danh hiền sách dẫn biên. Như vậy là lập thân giúp thế là mình đem cái thân này, chúng ta phải phát tâm ăn chay, phát tâm cúng lại, phát tâm làm lành, và đem cái thân này để giúp ích cho xã hội. Tại vì là mẹ đẻ con chẳng riêng tiền bạc, mới làm nên phước đức đâu ư. Đem thân ra hoặc tánh nhân từ, giúp người cũng là nên phước đức. Mẹ đẻ con líp giúp người bằng sức, bằng tấm lòng, bằng đức hy sinh, công đức hơn tiền bạc muôn nghìn, thế ai cũng làm nên phước được. Mẹ đấy con giúp người cơm nước, ấy giúp cho người được no lòng, còn đem lời đạo đức phổ thông, ấy là giúp linh hồn giải thoát. Mẹ đấy con như lời mẹ giác, giúp cho người siêu thoát bằng hồn, tất nhiên là công đức cao hơn, chắc như vậy không còn nghi ngại. Mẹ lấy con như là hai cái, tùy sức mình liệu lấy giúp cho, có của thì giúp của cho người, không bằng không thì giúp bằng lợi ích. Cho nên người nào cũng lập thân được hết chứ. Bây giờ nói cái người nghèo, cái người giàu á, có người nói người giàu thì ta có tiền, ta bỏ bố thí, ta lập thân, ta làm phước được. Còn giờ nghèo nghèo khổ rồi làm sao mà đi mà làm phước được? Cái bà gì đó làm chứ. Được hết quý cô bác đồng đạo người nghèo, tại vì mình không có kiểu đó là đem cái thân mình ra để mình hy sinh giúp xã hội thôi. Chứ người nghèo đối với người tín đồ Phật giáo hảo, nghèo giàu gì cũng có thể là lập thân được hết. Chứ không phải nói cái người giàu mới lập thân được mà người nghèo không lập thân. Tại vì là cậu hai vừa nói rõ ràng không, mẹ đấy con chẳng riêng tiền bạc, cái người có tiền bạc thì người ta đem ra ta bố thí lập thân được rồi. Nhưng mà mẹ đấy con chẳng riêng tiền bạc mới làm nên phước đức đâu ư. Đem thân ra hoặc tánh nhân từ giúp người cũng là nơi phước đức. Cho nên mình em muốn cho rắn đặng quá cù, xả thân làm phước, diêm phù vượt qua. Hôm nay mình xả thân mình đem thân này, mà thầy nói là lập thân giúp thế nên công quả, muôn kiếp danh hiền sách dẫn biên. Bây giờ người tín đồ Phật giáo hảo, người nghèo người giàu, người có của không có của gì là cũng đều là làm phước lập thân được hết. Giống như bây giờ những cuộc lễ đi, cuộc đại lễ 18 tháng 5 đi, nhưng có người ta có tiền thì ta xuất tiền ra, ta không có đi, ta không có làm công quả. Còn cái người mà người ta không có tiền nhưng mà người ta xuất cái thân ra, người ta đi làm công quả, người ta đãi cơm nè, người ta nấu cháo nè, người ta đãi nước nè, mấy ngày mà đại lễ đó nếu mà không có người ấy đứng ra để đãi này kia nọ thì làm sao mà có cái cuộc đãi được, cái cuộc lễ được chu tròn. Cho nên là kẻ công người của, có người có tiền thì người ta giúp đếp giúp tiền, còn những người không có tiền thì đem thân này đem cho là thân này gọi là giúp công, gọi là làm công quả đó. Thì người nào cũng đều lập thân hết, mà thầy nói là lập thân giúp thế nên công quả, muôn kiếp danh hiền sách dẫn biên đó. Nói tóm lại là người tín đồ Phật giáo hảo, ai cũng đều có cơ hội lập thân được hết. Người có tiền không có tiền gì cũng lập thân được hết, do mình không có xả thân mà thôi. Còn nếu mà ai mà làm được hai phần thì ngon nữa. Giống như giờ con hai nói đó, mẹ đấy con như là hai cái, tùy sức mình liệu lấy giúp cho, có của thì giúp của cho người, không thì giúp bằng lời hữu ích. Mẹ đấy con nếu theo Phật thích, chẳng những đem giúp ích của tiền
mà còn lo dạy kẻ tu hèn, công đức ấy vô biên vô lượng. Đức Phật Thích Ca chưa làm hai cái luôn đó. Mình thấy bởi vì Đức Phật Thích Ca công đức của ngài là vô biên vô lượng không? Tại vì là Phật Đà Thích Ca khi xưa đó là ông danh sĩ có nhắc đó là: con ơi hãy nhớ phiên sanh chúng, Phật Thích Ca xưa cũng là người quyết tâm lánh bỏ tại đời, đem thân sanh tử bỏ đổi nơi nước bàn, dứt bỏ cả ngai vàng điện ngọc khi sinh lương vợ đẹp con cưng, một lòng hành đạo xả thân, việc chi cũng bỏ chỉ cần từ bi. Có đoạn khác ngài cho biết là: nhiều tiền kiếp Mâu Ni giàu có, tiền bạc không làm khổ được ông, cũng nhờ có được tiền đồng giúp ông bố thí khắp trong dân làng. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chứa đức từ xưa, dùng tiền như hạn cho mưa, biển non so cũng chẳng vừa đại ăn, Phật xưa cũng sát trần cõi tạm, ngài cũng tình cũng cảm như ai, thế mà ngài chứng Như Lai nhờ lòng bố thí, nhờ hai nhân từ, Phật làm thế nay người cũng thế, tất nhiên là ngồi kế Phật ngài. Thì Đức Phật khi xưa, Đức Phật Thích Ca khi xưa là hai việc ngài làm được hết, ngài đem cái thân này để hy sinh cho chúng sanh, hy sinh luôn vợ đẹp con cưng, hy sinh giác thân để cứu giúp chúng sanh thoát cảnh khổ đạt khổ, rồi là đem tiền của ngài là bố thí như hạn cho mưa, dùng tiền như hạn cho mưa, biển non so cũng chẳng vừa đại ăn, Phật xưa cũng sát trần cõi tạm, ngài cũng tình cũng cảm như ai, thế mà ngài chứng Như Lai nhờ lòng bố thí, ngài nhờ hai nhân từ. Như vậy là hôm nay là thầy dạy, nếu người nào muốn đậu trong cuộc thi này thì phải ráng gắng là nghe lời thầy dạy, là làm tất cả các việc thiện. Nếu mà mình có tiền thì giúp của cho người, còn nếu không thì giúp bằng lời hữu ích, còn nếu không nữa là đem thân này để giúp ích cho xã hội, muốn cho rắn đặng quá cừu xả thân làm phước diêm phù vượt qua, để sau đến lúc phong ba gặp cơn bát loạn khó bà yên thân. Rồi phần sau cùng để lúc kết lại cái đề tài đồng đạo hỏi là pha tràng lên mở hội thi, thì chúng tôi nó có chú phân ra có năm mục: một là ăn chay, cúng lại, niệm Phật, làm lành, giữ giới. Thì cái giới luật của người, phần thứ năm là cái phần giới luật, thầy nói là gìn giới cấm, sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải vào lòng ta. Điều cần nhất là giữ giới luật hàng ngày. Thì cái giới luật của người giáo khảo là tám điều đáng cấm. Thầy nói khi đã coi giảng thì hãy tự xét mình, sửa sang những thứ thật xấu mình làm lỗi thì rứt bỏ, và giữ những điều đáng cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, ác quyện, chơi bời hay đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ gì, ta chẳng nên lừa biếng, phải cần kiệm súc sắng, lo làm ăn, lo tu hiền chân chắc, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài, chân dọn cái thái quá, lợi dụng tiền tài, đành quên nhân nghĩa đạo lý, đừng ích kỷ, siêu phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời hoặc thần thánh mà sai hoặc quyền rủa, vì thần thánh không căn phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò, và chẳng nên sát sanh hại vật mà cúng kiến thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ ăn hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hướng tội. Những hạng ăn đồ cúng kiến và làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm vương không bao giờ dùng hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa, phải để tiền lãng phí ấy mà trợ giúp cho những người lỡ đường đối đất tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước về mọi việc chi, về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, ta tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu giác chúng sanh. Tất cả thiện nam chính nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi cả giảng mà giữ gìn không quá nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức chi đòi. Đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột, xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ ta, thứ được người thứ ta, thì năm mục này là ai mà giữ được thì chắc chắn là phải vô đại hội Long Hoa, chắc chắn 100%. Nhưng mà trong đó nó có thượng, trung, hạ, tùy theo cái công năng của người tín đồ hành mà. Thì để trở lại hai câu giảng là pha tràng lệnh mở hội thi, thì thầy văn năm sắc lệnh xuống đây để mở hội thi, để đến ngày sau này là ai là chấm cuộc thi này thì chính đức thầy là Đức Quỳnh Giáo Chủ, ngài là chủ tọa trong cái ngày đại hội Long Hoa sắp tới đây. Tại vì đức thầy cho biết là đến kỳ thi danh thầy chạm bảng trên đài cao, gọi các linh hồn nay ngu khờ len lỏi hương thôn, sao đắc đạo tiếng đồn bốn biển.
Giảng giới xâm ra tài sửa kiện cậy cùng ca lựa tuyển con lành. Vậy là giáo lý Phật giáo hảo là cái cuộc thi này là lựa tuyển con lành nha quý cô bác. Con nào hiền thì dạng thảo ngay, đứa ngỗ nghịch một mai đứt cổ cũng không thèm trọng bạc tiền, biết lòng tìm kiếm người hiền mà thôi. Đục trong bốn cuốn ngọn ngành phiên đời trao chỉa chữ lành cho xong. Con người có tổ có tông, ngọc khai chữ nghĩa sao không phượng thờ, hiếu trung diện tích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Thì cái cuộc thi sắp tới đây là ngài thầy đức thầy sẽ trở về, ngài chủ tọa trong ngày đại hội Long Hoa là thầy là chấm đậu rớt, là do thầy, tại vì đức thầy nói là có ngài mở giọng quy khôi non thần gian chuyển khùng ngồi sử phân. Vậy là cái cuộc cái chủ tọa chấm cuộc thi này đậu rớt là do đức thầy, là đức quỳnh giáo chủ dân sắc lệnh của đức Phật Thích Ca, là sau này đức thầy sẽ làm giáo chủ trong ngày đại hội Long Hoa này. Và khuyên quý cô bác đồng đạo này phải chúng ta phải mau mau, thầy khuyên là mong kháng quan vào cửa xem tường nhanh nhanh, cô bác nhanh nhanh mau mau lẽ bước xuống thòn đòi đi chiều chiến chót trước, đòi chiều chiến chót rước toàn người tu. Thầy nói là thấy trần thế còn lưỡng lự muốn tu mà còn hỡi trần chờ. Thầy nói là mê giới tỉnh nhận ra là lý, thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Mình ngủ từ cả thời của cổ Phật Nghiên Đăng, ra đời lập liên trì hội, chúng ta cũng vẫn còn ngủ, chưa đắc đạo giảng sanh. Tới thời kỳ của Đức Phật Thích Ca, ra đời lập linh sơn hội, thì chúng ta cũng vẫn còn ngủ, chưa đắc đạo giảng sanh. Mà tới thời kỳ này là thời kỳ Long Hoa đại hội này, Đức Quỳnh giáo chủ dân sắc lệnh chúng đây để lập đại hội Long Hoa, mà lần này mình còn ngủ nữa thì không còn cơ hội để chúng ta để gặp Phật gặp thầy nữa. Thì đến ra hai câu giảng của đồng đạo hỏi và phần luận giải của chúng tôi đến đây xin kết thúc. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.